Xin chào quý anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu một trong những phân khúc sedan hạng C bán chạy nhất trên thị trường với thiết kế cực kỳ sang trọng từ nội thất cho đến ngoại thất. Đó chính là chiếc Mazda 3 đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam nhé. Chiếc Mazda 3 này thì như các bạn đã biết thì nó là một trong những cái mẫu xe bán chạy nhất với thiết kế cực kỳ tinh xảo. Và chương trình ưu đãi trong tháng 2 này thì phải nói là cực khủng từ trước đến nay. Đang được hỗ trợ lên tới là 100% thuế trước bạ cho cái phiên bản Mazda 3 này. Để biết thêm chi tiết nhé, thì hãy liên hệ với mình để mình có cái thông tin chính xác hơn và cũng như là cụ thể hơn với cái mức ưu đãi cho khách hàng là tốt nhất nhé. Thì Mazda 3 thì đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Bản Deluxe tiêu chuẩn, bản Luxury và bản Premium. Đó, thì hiện tại cái bản Deluxe đang được hỗ trợ chương trình lên tới là 100% thuế trước bạ, với giá bây giờ chỉ còn hơn City một chút thôi. Các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Một mẫu sedan hạng C với giá chỉ ngang phân khúc hạng B, ngang City. Đó, và đang được hỗ trợ chương trình 100% thuế trước bạ với mức giá chỉ còn là 644 triệu. Đó. Và lăn bánh thì chỉ khoảng hơn 700 một chút thôi các bạn ạ. Đó. Ngoài cái chương trình hỗ trợ 100% thuế trước bạ ra ấy, thì còn đang được tặng gói phụ kiện lên tới là 40 triệu. Đấy. Thì tôi và các bạn hãy đi qua một chút về ngoại thất của xe nhé. Đây. Xe được trang bị la răng 16 inch. Đấy. Với nội thất cực kỳ sang trọng. Đây. Ghé qua một chút nội thất nhé các bạn nhé. Đây ạ. Nội thất thế hệ thứ 7, cực kỳ cao cấp. Thiên hướng của những dòng xe sang như những dòng BMW và độc quyền của Mazda, đó chính là Mazda Connect núm xoay điều khiển. Đấy. Để biết thêm chính xác chi tiết ưu đãi 100% thuế trước bạ của tháng này như nào và nhận được cái mức giá hỗ trợ tốt nhất thì các bạn hãy gọi ngay cho mình cũng như là nhắn tin liên hệ để có những cái chương trình ưu đãi và cùng những phần quà tặng lớn nhất. Cảm ơn các bạn nhé.